Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến Yên Cầu, Bình Minh, nơi vừa diễn ra một sự kiện vô cùng ý nghĩa. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2024, gia đình họ Lê đã tệ tựu đông đủ để tổ chức lễ khánh thành nhà thờ. Đó là sự tôn vinh di sản, lịch sử và cộng đồng. Hãy tưởng tượng một công trình kiến trúc tuyệt đẹp, nắm bắt trọn vẹn tinh hoa bản sắc văn hóa của chúng ta. Nhà thờ sừng sững, hiên ngang, minh chứng cho những giá trị trường tồn và niềm tin tâm linh được truyền qua bao thế hệ. Đánh dấu sự khai mở chính thức của không gian linh thiêng này, đó là khoảnh khắc tràn đầy niềm tự hào và xúc động kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là những bài phát biểu chân thành từ đại diện gia đình. Họ nhấn mạnh rằng nhà thờ này không chỉ là nơi thờ cúng, đó là chọn linh thiêng lưu giữ lịch sử, ký ức và giá trị của gia đình, nơi để thế hệ mai sau tìm về, hiểu và trân trọng cội nguồn của mình. Gia đình họ Lê có nguồn gốc từ thế kỷ 16, thời điểm họ gắn bó sâu sắc với ruộng đồng, với vai trò người nông dân. Nhà thờ này giờ đây trở thành biểu tượng cho tinh thần bền bỉ và khả năng phục hồi của họ. Đó là lời nhắc nhở về nơi họ xuất phát và ngọn hải đang dẫn đường cho tương lai. Suốt sự kiện, bầu không khí tràn ngập cảm giác đoàn kết và hân hoan, bạn bè, họ hàng, làng xóm cùng nhau chia sẻ câu chuyện, tiếng cười và cảm giác thân thuộc sâu sắc. Không gian ngập tràn hương thơm món ăn truyền thống, âm thanh trò chuyện vui vẻ và nụ cười rạng rỡ khắp nơi. Khi hoàng hôn buông xuống, phủ lên nhà thờ ánh sáng ấm áp, rõ ràng đây không chỉ là một công trình đơn thuần. Đó là một cột mốc, một lễ kỷ niệm về cuộc sống và di sản. Giờ đây sừng sững như ngọn hải đăng của niềm tự hào văn hóa và nguồn cảm hứng cho tất cả những ai ghé thăm. Vậy, xin chúc mừng gia đình họ Lê và hành trình đáng kinh ngạc của họ. Chúc cho chương mới trong lịch sử gia đình họ tràn đầy tình yêu thịnh vượng và tiếp tục kết nối với di sản phong phú. Cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Việc họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ đối với tổ tiên nòi giống. Thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà, có ông bà mới có bố mẹ, có bố mẹ mới có mình. Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm
nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ. Ai cũng biết công lao sinh thành, dưỡng dậy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Nhà thờ họ là mái nhà chung, là nơi để hàng năm con cháu các thế hệ về làm lễ dâng hương tạ ơn tiên tổ. Các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa bà con họ tộc gần xa, hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2024, tức ngày 10 tháng 9 năm Giáp Thìn, nhằm ngày lành tháng tốt, họ tộc Lê Văn Yên Cầu, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay lời cho các cụ cao niên cùng toàn thể con cháu họ tộc nhiệt liệt chào đón và cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể con cháu họ tộc xa gần đã về đây hội tụ trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trên tinh thần chim có tổ, người có tông, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, và với tấm lòng hiếu kính tri ân các bậc tiên tổ, con cháu họ tộc Lê Văn cùng nhau đoàn kết chung tay đồng lòng góp sức xây dựng lại nhà thờ tổ. Trải qua gần 8 tháng xây dựng, đến nay toàn bộ công trình nhà thờ đã hoàn thành khang trang sạch đẹp. Về dự lễ khánh thành nhà thờ tổ của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cấp ủy chính quyền địa phương phường Bình Minh, ông Nguyễn Tử Tố, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Minh, ông Lê Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Minh, ông Hồ Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Minh, cùng đại diện của Tổ dân phố Yên Cầu, công tác mặt trận Tổ dân phố Yên Cầu. Về dự lễ khánh thành hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu còn có ông Nguyễn Văn Hòa, chủ trì đền Lạch Bạng, phường Hải Thanh. Các ông Lê Trọng Thắm, chủ thầu xây dựng, ông Lê Đức Biên, ông Lê Đức Đin, trực tiếp thi công phần sơn và chủ thầu phần sơn, ông Trần Văn Kiên, đại diện cho bên cung cấp vật liệu, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô bác, huynh thứ, dâu rể, con cháu đại diện trong ba chi tộc đã có mặt trong buổi lễ trang trọng này. Đề nghị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tất cả chúng ta. Sau đây tôi xin tóm tắt chương trình lễ khánh thành nhà thờ tổ Lê Văn hôm nay gồm 8 phần nội dung sau. Phần thứ nhất là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Phần thứ hai là nội dung nghi lễ cúng tổ.
Phần thứ ba là diễn văn Khánh Thành. Thứ tư phát biểu của lãnh đạo địa phương. Phần thứ năm đại diện con cháu trong dòng họ phát biểu. Phần thứ sáu ra mắt ban liên lạc, ban trị sự nhà thờ họ. Và phần thứ bảy là nghi lễ dâng hương cho cụ tổ và tổ tiên. Và phần cuối cùng là chương trình liên hoan chào mừng. Thời gian diễn ra từ 8:30 đến dự kiến đến 13:30 hôm nay. Là tức 1:30 hôm nay. Tiếp theo chương trình là phần nghi lễ cúng tổ. Kính mời các cụ cao niên cùng các ông đã được trong ban đại diện là ông Lê Văn Đại trưởng tộc, ông Lê Văn Nguyên, Lê Văn Hành, Lê Văn Quang, Lê Văn Đăng, đại diện cho năm Lê Văn Do, đại diện cho ba chi tộc, chúng ta vào vị trí để chuẩn bị thực hiện cái nghi lễ. Và mời thầy Hòa cùng ban nhạc vào vị trí. Sau đây chương trình tế dòng tộc họ Lê Yên Cầu Bình Minh bắt đầu. Thank you.
có tham em. Come on.
Thank you.
đọc chúc mẹ đọc chúc vị Lê Văn Tường, Lê Văn Thiên, Lê Văn
lành tháng tốt
ơn ban lễ nghi cùng tổng trưởng và các ông bà đại diện cho các chi. Kính mời các ông bà về an toàn. Sau đây là phần diễn văn khánh thành nhà thờ họ Lê Văn Yên Cầu. Tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Hữu, đại diện cho họ tộc, lên đọc diễn văn khánh thành nhà thờ họ. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa tất cả bà con nội ngoại dâu rể của Lê tộc Yên Cầu, trong không khí vui mừng phấn khởi kỷ niệm ngày giỗ tổ, với tấm lòng thành kính sự biết ơn vô hạn đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ, hôm nay hầu như Lên tộc Yên Cầu chúng ta tụ hội về đây kính cẩn dâng hương long trọng khánh thành nhà thờ tổ. Trước hết, thay mặt toàn thể con cháu Lên tộc Yên Cầu, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến đây để cùng vui cùng họ tộc chúng tôi. Xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể bà con chú bác, anh chị em, con cháu, dâu rể, nội ngoại từ các mọi miền của đất nước đã về đây làm cho lễ càng thêm ấm cúng, linh thiêng, thấm đượm nghĩa tình của dân tộc. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể dân tộc, khoảng thế kỷ 16, vị tổ Lê tộc Yên Cầu họ ta ngày nay là ông Từ Quốc Ký, bà Hiệu Quý, thì ngày 26 tháng 9 đã đặt dấu ấn đầu tiên của họ Lê Nam tại đây. Tổ tiên chúng ta đã phải vượt qua bao khó khăn để tạo dựng an nghiệp ở đây và truyền đạt cho con cháu chúng ta như ngày hôm nay. Trải qua 12 đời, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế rất khó khăn, con cháu đi làm ăn thất lạc, nên việc thờ cúng tổ tiên và hoạt động của dòng họ cũng không được thường xuyên và nghiêm túc. Với sự khởi xướng của các cụ Lê Văn Khôi, Lê Văn Trình, Lê Văn Nghiêu, Lê Văn Kiên và Lê Văn Nguyên đã tìm kiếm đập hợp được con cháu các chi của họ tụ họp ở đây. Đến năm 2003, nhà thờ đầu tiên của dòng tộc được xây dựng trên khu đất này với ba gian mái ngói. Từ đó các vị tiền nhân thủy tổ của dòng họ được thờ cúng chú đáo, nghiêm túc hơn. Hoạt động của dòng họ được duy trì thường xuyên, tạo sự gắn kết hơn. Qua nhiều năm tháng, với sự bào mòn của thời gian, sự khắc nghiệt của thời tiết, nhà thờ họ Lê của chúng ta đã xuống cấp. Bởi vậy, cả dòng họ từ lâu vẫn đau đáu ước nguyện tu tạo dựng xây lại nhà thờ họ để có nơi thờ tự lâu dài, căng trang đẹp đẽ hơn, phù hợp với sự phát triển của thời đại. Do ảnh hưởng tác động tiêu cực của ngoại cảnh đại dịch Covid-19 nên điều kiện kinh tế của con họ ta cũng gặp nhiều khó khăn. Việc tu sửa xây dựng nhà thờ kéo dài gần 3 năm kể từ ngày khởi xướng mà vẫn không thực hiện được. Đến cuối năm 2023, ước nguyện của dòng họ được loát sáng khi nhóm Zalo nội bộ họ Lê thành lập. Thành viên ban đầu gồm 8 người, gồm Lê Văn Thông, Lê Văn Hữu, Lê Văn Ba, Lê Văn Bình, Lê Văn Thiên, Lê Anh Trinh, Lê Minh Thành, Lê Thành Minh. Mục tiêu của nhóm trước hết phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất, ủng hộ và đoàn kết cao của tất cả thành viên trong họ, lập kế hoạch thực hiện bằng được ước nguyện của dòng họ, đó là xây dựng một ngôi nhà thờ mới càng trang kiên cố, là nơi để thờ cúng tổ tiên, cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng của dòng họ, cùng với mục tiêu giáo dục cho con cháu biết và luôn nhớ về cội nguồn. Như điểm trời Phật sắp đặt và sự linh thiêng phù hộ độ kỳ của tổ tiên, khi kế hoạch xây dựng nhà thờ họ được xây dựng, lập tức được tất cả mọi người đồng lòng nhất trí hưởng ứng với quyết tâm cao. Mọi người đều có tâm hướng về dòng họ tùy theo điều kiện cụ thể của mình. Danh sách đóng góp công đức ngày một dài thêm. Đến hôm nay, con cháu đã đóng góp cung kiến công đức được 1.070.700.000 đồng. Trong đó, đóng góp theo đinh là 375 triệu đồng trên 75 đinh. Công đức tài trợ là 695.700.000 đồng. Nhiều gia đình nêu gương đóng góp ngay từ những ngày đầu. Ngoài định mức quy định, các gia đình con cháu nội ngoại đã đóng góp công đức thêm người nhiều từ 10 triệu đến 100 triệu như ông Lê Văn Hữu 120 triệu, ông Lê Văn Thông 125 triệu, Lê Văn Ba 100 triệu, Lê Anh Trinh 110 triệu, Lê Thành Minh 120 triệu và một bộ vũ thư bằng đồng để bàn thờ trị giá 12.700.000 đồng.
một đôi hạt dầu bằng gỗ 6 triệu đồng, Lê Văn Đình 30 triệu đồng, Lê Minh Thành 20 triệu đồng, Lê Văn Thiêm 15 triệu đồng, Lê Thế Ánh 10 triệu đồng. Anh Lê Văn Cường tặng 10 bộ bàn ghế ăn bằng ghế đốc, người ít thì từ 500 ngàn đến 5 triệu đồng, đã tạo nên phong trào có sức lan tỏa trong mỗi gia đình, chi nhánh tất cả đều hướng về nhà thờ Tổ. Trân trọng biết bao tấm lòng của nhiều con cháu vô thể đối với Tổ tiên và con tộc. Nhiều người con gái họ Lê tuy đã xuất giá bằng phu phải có trách nhiệm chăm lo cho họ bên chồng, nhưng biết tin họ xây nhà thờ đã gửi về công đức góp sức cùng dòng họ. Nhiều bạn bè anh em thông gia của con cháu trong họ cũng đã tặng quà chúc mừng dòng họ, khi gia đình thông gia nhà anh Lê Minh Thành tặng một bộ bàn ghế đá vân vân. Dòng họ Lê Minh Thành sẽ mãi mãi ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người trong và ngoài họ. Danh sách đã được ghi lại trong bảng vàng công đức để lưu truyền mãi mãi về sau. Cúi xin tổ tiên phù hộ cho cháu con, phù hộ cho tất cả những con người có tấm lòng vàng như thế. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể gia tộc, chúng tôi nhận thức rằng nhà thờ họ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh với đa số người Việt Nam, bởi nhà thờ họ là thế giới thu nhỏ của các vị tiền nhân thủy tổ trong một gia tộc, nơi hội tụ hồn thiêng trong núi dòng tộc, nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày cảm nhận được sự ấm áp gần gũi của cha ông, đang dõi theo mọi việc làm của con cháu để ngăn ngừa điều dữ phù hộ độ trì mọi việc được hanh thông an thái. Nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ ngày tết con cháu tụ hội cùng nhau kính cẩn dâng hương lễ vật, kính cáo với tiền nhân những thành tích của thế hệ đang sống, bày tỏ ước mong được sự phù hộ độ trì cho tịch tuổi gia, cho muôn đời con cháu được phúc ấm mãi dày. Nhà thờ cũng là nơi lưu trữ bổ sung gia phả gia thoát, duy trì bản sắc dòng họ, và cũng là nơi lưu danh các bậc từ hiện tại dạy công dạy đức trong họ để con cháu mãi mãi noi theo. Dòng họ càng lâu đời cháu con càng đông đúc, kẻ bồ đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước người canh cơ lập nghiệp ở phương xa. Thế nên nhà thờ cũng là nơi cháu con gặp gỡ làm mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về cội nguồn. Nơi đây chúng ta nhận họ nhận hàng, ta nghiền ngẫm nghĩ suy và ước nguyện của bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây chúng ta cùng nhau hàng duyên tương tự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau kiên hoạt thẻ bồi lúc đói khi no, khích lệ động viên nhau trước những đường mất của cuộc đời. Ý nghĩa của nhà thờ họ lớn lao như vậy, cho nên tiêu chí đặt ra là phải tôn nghiêm đẹp đẽ cao ráo thoáng đãng tiện lợi. Làm thế nào để công trình tồn tại hàng trăm năm mà không lạc hậu, đó là nỗi ước mong, là niềm trăn trở của con cháu. Hội đồng Lê Tộc giao cho ban thường trực xây dựng mà đứng đầu là anh Lê Văn Thông trực tiếp điều hành đôn đốc giám sát thi công, nhận thầu xây dựng toàn bộ phần xây dựng công trình là anh Lê Trọng Thắm ở xã Hải Dân, thi công phần trơn là anh Lê Đức Biên Hoàng Mai Nghệ An, phần mộc bánh cổng mái tôn là anh Lê Thế Ánh, người con của họ Chi Một nhánh Hải Dân. Sau gần 8 tháng thi công, vượt qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, vượt qua mọi khó khăn, đến hôm nay nhà thờ và khuôn viên nhà thờ cùng hạng mục phụ trợ đã được hoàn thành, đảm bảo chất lượng về kỹ thuật cũng như mỹ thuật và yêu cầu của hội đồng Lê Tộc. Bao tháng ngày mong đợi đến hôm nay, trước mặt chúng ta là một ngôi nhà thờ kiên cố lộng lẫy, khang trang cổng nhà thờ về phía duy nghiêm, ấm lòng tổ tiên và mắt trận cháu con ở ngoài. Để có được công trình nhà thờ khang trang lộng lẫy như hôm nay, hội đồng chúng ta vô cùng cảm động và xin cảm ơn toàn thể con cháu nội ngoại dâu để dòng tộc đã ủng hộ cũng tiến đóng góp tiền bạc hiện vật công sức cho nhà thờ và lên chúng ta. Dòng họ ghi nhận công lao đóng góp tích cực của ban thường trực xây dựng là anh Lê Văn Thông, anh Lê Văn Danh, Lê Văn Hành đã dành nhiều thời gian công sức đứng ra lo liệu việc xây dựng nhà thờ. Dòng họ ghi nhận và chân thành cảm ơn anh Lê Trọng Thắm, Lê Đức Nguyên cùng các tổ thờ đã nhiệt tình trách nhiệm miệt mài vượt qua mọi khó khăn trong xây dựng để hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm kỹ thuật cũng như mỹ thuật. Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của tập thể đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban trung ương của tỉnh Hòa Bình đã dành cho cả hội chúng tôi. Chúng tôi cũng xin gửi lời biết ơn chân thành tới cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận, tổ dân phố dân cầu. Trong phút
quá trình thi công không thể tránh khỏi những phiền phức cho bà con lối xóm, cũng như việc tiếp đón các vị đại biểu khách quý hôm nay không thể không có kiến thức khi được bà con và quý vị lượng thứ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể gia tộc, nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ, chúng ta thật tự hào với sức mạnh đoàn kết, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, chung lòng chung sức với một tấm lòng công nghiệp. Tri ân tiên tổ, chúng ta đã hoàn thành ngôi nhà thờ cao ráo đẹp đẽ, khang trang, thỏa lòng mong mỏi từ đường Lê Tộc yêu cầu uy nghiêm, một công trình văn hóa tâm linh, là ngôi nhà chung thiêng liêng của chồng tộc, là tài sản vô giá muôn đời để lại con cháu thùng thờ. Thật cũng là địa linh tụ khí, xây lại chỗ đường tử tôn thùng thờ đường Trâm Phú Lộc. Trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta trịnh trọng tuyên bố trước chính quyền làng xóm cùng toàn thể gia tộc khánh thành nhà thờ Hòa Lê Yêu Cầu dưới mái ấm từ đường trước linh thiêng kiêm tổ. Chúng con hầu dạy Lê Tộc Yêu Cầu xin nguyện tiếp bước ông bà tổ tiên, mang hết tài năng tâm sức xây dựng gia đình dòng họ xóm làng đất nước ngày càng phát triển, duy trì nền nếp gia phong vun đắp cho phúc đức dòng họ cao dày mãi mãi. Chúc tư tưởng Lê Tộc của chúng ta mãi mãi được trường tồn, đời đời bền vững. Chúc toàn thể gia tộc đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chúc cho sự đoàn tụ của đại gia tộc chúng ta thật hạnh phúc viên mãn. Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Thay mặt gia tộc xin chân thành cảm ơn ông. Kính mời ông đăng vợ. Và sau đây là chương trình phát biểu của đại diện chính quyền địa phương. Tôi xin trân trọng cũng mời đại diện của chính quyền địa phương lên có đôi lời phát biểu. Xin kính mời ông Nguyễn Tử Tố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Minh. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa trưởng tộc họ Lê Văn, kính thưa trưởng các chi của họ Lê Văn, kính thưa toàn thể các cô bác anh chị, con cháu, dâu rể của dòng tộc Lê Văn, nội ngoại của dòng tộc Lê Văn, hôm nay chúng tôi cũng hết sức phấn khởi là có lẽ được lời mời của dòng tộc Lê Văn Yên Cầu. Thay mặt cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xin được kính chúc toàn thể dòng tộc họ Lê Văn có sức khỏe, dồi dào và hương thị trong phát triển và thành công trong cuộc sống. Kính thưa toàn thể dòng tộc họ Lê Văn, có thể nói là Bình Minh với điểm xuất phát là đơn vị nhận nông nghiệp có mức sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong khó khăn đó thì con người Bình Minh luôn anh dũng trong chiến tranh và đoàn kết trong cuộc sống và chung tay cùng phát triển. Những năm lại đây thì phường Bình Minh có những bước phát triển có thể nói là vượt bậc, một trong những cái tốt của phường xã, 31 phường xã đi đầu trong các cái chương trình phát triển của thị xã Nghi Sơn. Và Bình Minh hiện nay cũng đang phấn đấu năm 2025 trở thành phường kiểu mẫu, cùng với sự phát triển của địa phương trên 30 dòng tộc lớn nhỏ trong phường, thì hôm nay chúng tôi hết sức phấn khởi được về dự cái lễ lớn của dòng tộc họ Lê Văn. Tại buổi lễ này chúng tôi hiểu rằng với ý nghĩa của tư đường dòng họ và về mặt văn hóa và tâm linh, đây là nơi gìn giữ gia phả và ghi nhận công danh công ơn của các thế hệ trong dòng họ lưu danh lại để con cháu đời đời biết. Bên cạnh ý nghĩa đó thì từ đường dòng họ có ý nghĩa
là nơi hội tụ đoàn kết và chung tay nhớ về cội nguồn của các thế hệ con cháu dù đi đâu ở đâu. Với những ý nghĩa đó, hôm nay chúng tôi rất phấn khởi là được về chung vui với cái lễ lớn sau khi phục dựng thành là nhà tư đường của dòng họ Lê Văn, thực sự trang nghiêm, thực sự là đẹp, phải nói là rất sức đẹp. Chúng tôi mong muốn rằng hơn 30 dòng họ trong địa bàn phường sẽ cùng chung tay, mỗi dòng họ cùng chung tay đoàn kết để có những từ đường, các khu từ đường của các dòng họ vừa là nơi văn hóa, vừa là nơi tâm linh và cũng là nơi hội tụ để làm phong phú thêm cái nền văn hóa và cái sự nghiệp phát triển của phường Bình Minh cùng với thời gian. Cuối lời, thay mặt các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc phường xin kính chúc toàn thể các cụ, các bác, các anh, các chị, con cháu, dâu rể, dòng tộc họ Lê Văn luôn có sức khỏe dồi dào, lộc phát hưng thịnh. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt dòng tộc xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Tử Tố, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tổ quốc Việt Nam, và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời vị đại diện cho gia tộc lên có đôi lời phát biểu. Kính mời ông Lê Văn Nguyên, đại diện cho gia tộc, có mấy lời phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa anh em luật khoa học, kính thưa cháu con đường, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm Giáp Thìn. Dòng họ tôi rất phấn khởi, thánh thành một nhà thờ ở dòng họ Lê Văn và Thánh Thọ. Các vị đại biểu đã quan tâm, đã dành thời gian đến với anh em trong dòng họ, các con cháu, ông bà trong dòng họ, bà con gần xa đến, đó là điều động viên, khuyến khích và giúp đỡ chúng tôi trong những việc tư tưởng và tinh thần. Tôi mong rằng mối quan hệ này còn bền chặt, vững vàng và dài lâu. Tôi kính mong các vị đại biểu, các anh em của ông cụ bà trong dòng họ, các con cháu mạnh khỏe, vui vẻ trên tinh thần, có tâm để giữ lâu dài trong dòng họ, để con cháu mình được hưởng cái tâm linh mà tổ tiên để lại. Tôi kính chúc và xin chào. Xin chân thành cảm ơn ông, mời ông An Tạng. Và sau đây xin mời cụ Lê Văn Kiên, là một trong con họ lớn tuổi nhất trong họ đã có mặt hôm nay, mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng cụ đã có mặt hôm nay. Kính mời cụ có đôi lời về trước dòng họ. Xin báo cáo là tôi không có chuyện gì cả, chỉ là một người già rồi, nhiều tuổi rồi, thì không làm được cái việc lớn nữa, mà chủ yếu là phải nhờ con cháu. Cái này cũng đã khẳng định lâu nay rồi, những con cháu rồi. Thì đến bây giờ thì hết rồi, thế được. Thì trong lòng cũng thấy là phấn khởi. Nhưng mà phấn khởi duy nhất, xin cảm ơn tất cả các vị đại biểu của tất cả dân quanh họ, các nơi đến đây để giúp đỡ cho chúng tôi, họ chúng tôi đã hoàn thành cái này.
phấn nhất, là phấn khởi nhất, là vui vẻ nhất, là cũng là cái gì đó. Không giáo nó nhiều, không giáo rất vui vẻ. Cái thứ hai là mong muốn là từ cái đâu này, thì để là cổ viên cũng đã dặn rồi, cổ viên phải và sửa đông mất đông. Cùng thức thì cho con cháu nói theo về sau thì lại sớm hơn trong bụng tôi đã làm ý rồi, nhưng mà đến đây đến được như thế này thì thấy lại là sớm hơn, thì cũng mong là thực hiện con cháu sẽ thực hiện được cái ý của bụng tôi chính thế đó. Xin cảm ơn bộ. U năm nay là U96, vừa rồi trải qua một cái cuộc đại phẫu cho nên là tình hình sức khỏe cũng hơi yếu. Và tiếp theo xin mời đại diện cho thế hệ trẻ của dòng tộc Lê Văn, mời anh Lê Thành Minh đại diện cho thế hệ trẻ có đôi lời. Kính thưa các cụ ông cụ bà, các cô dì chú bác, kính thưa các vị khách quý, cháu là Minh Quang Vũ Nguyên, chi ba con cháu của bản Chấy, là một người trẻ tuổi trong dòng họ. Cháu cảm thấy rất là xúc động khi đứng ở trên mảnh đất tổ tiên, ở nơi thờ tự tôn nghiêm nhưng mà rất là ấm áp. Cháu có đôi lời chia sẻ. Là một người trẻ tuổi cũng làm ăn ở xa quê hương, ở nhà thờ nó giống như là một cái công trình tâm linh văn hóa dòng họ, là nơi mà con cháu luôn hướng về để mà cùng nhau nhớ về cội nguồn tổ tiên của mình. Chúng cháu cũng xin hứa rằng là với cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng cháu sẽ cố gắng nối dài cái sợi dây đoàn kết họ ta, cũng giống như là có khả năng thì là tương thân tương trợ cho những anh em họ hàng trong họ. Bên cạnh đấy thì cũng cố gắng dạy dỗ con cái của mình là nhớ về công ơn khai sáng của các cụ liệt tổ liệt tông, của các cụ tiền bối của dòng họ mình, cố gắng dạy dỗ con cái trở thành những người công dân có ích để mà xây dựng quê hương đất nước, cũng như là nhớ về nguồn cội của mình. Lời sau cùng thì cháu xin được kính chúc các cụ, các ông, các bác, các bà, các vị quan khách sức khỏe và hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn anh Lê Thành Minh. Và sau đây là chương trình quan trọng của buổi lễ, là lễ nghi dâng hương. Xin lỗi, còn một nội dung, một phần quan trọng nữa trước khi cái lễ dâng hương được bắt đầu, là chương trình ra mắt ban liên lạc, ban trị sự nhà thờ họ Lê Yên Cầu. Kính mời những người có tên sau đây chúng ta lên phía trên sân khấu để ra mắt đồng họ. Ban liên lạc họ Lê Văn Yên Cầu gồm có các ông bà sau đây: một, ông Lê Văn Thông, trưởng ban. Ông Lê Anh Trinh, phó ban trực, kính mời ông. Ông Lê Văn Hữu, phó ban. Ông Lê Văn Đại, phó ban. Cái bàn phát biểu ra đằng kia đứng là các bạn đi đây thôi, có cái gì cái biển nó đẹp hơn anh. Ở trong kia cái câu ấy để anh em mang liên lạc đứng dưới là cái thành ấy. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo xin mời ông Lê Văn Danh, phó ban, lên vị trí. Ông Lê Văn Hành, phó ban. Ông Lê Văn Đăng, ban viên. Ông Lê Văn Ba, ban viên. Ông Lê Văn Thiên, ban viên. Lê Thành Minh, ban viên. Lê Minh Thành, ban viên. Lê Thế Ánh, ban viên. Lê Văn Quân, ban viên. Và Lê Thị Khánh, ban viên. Xin kính mời các bạn lên
trên này để ra mắt họ. Ẩm thủy tư nguyên, uống nước phải nhớ đến nguồn. Mộc xuất thiên cho do hữu bản, thủy lưu bản phái tổ tông nguyên. Cây mọc nghìn cành nhờ có gốc, nước chảy vạn nơi bởi có nguồn. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ, bất cứ thời nào. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Toàn thể họ tộc quyết tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ là để mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi giỗ tổ, con cháu cùng về đây thắp hương lễ tổ, cho tâm mỗi người chúng ta trong sáng hơn, sống có đức hơn, có trách nhiệm hơn với dòng tộc, với làng xã. Cùng dòng tộc làng xã chung xây dựng một nếp sống mới ngày càng có văn hóa hơn, thân thiện hơn, ấm no hạnh phúc hơn. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ. Một lần nữa xin thay lời họ tộc ghi nhận và cảm ơn tất cả tấm lòng của quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con họ tộc gần xa đã có mặt tham dự buổi lễ ý nghĩa và quan trọng này. Chúc quý vị và gia đình luôn vui khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.